Hello nha anh em. Này lên khu 2 để anh em tham khảo nha anh em. Khu 2 này phép mua của anh em cò lái gì đó. Nói chung là cũng đệ cũng thân thuộc lắm. Màn này nó coi xe cộ thấy chắc chưa có tới xe đâu. Xe này nó nhiều vấn đề để nói lắm nha anh em. Xe này anh em nào mà yếu pin là mua trúng xỉu luôn á. Xe này nó bán xe cho phép là xe zin á, nó bán cho em là xe zin á. Xe zin là giá cũng mạnh lắm đó, nhưng mà coi vài điểm phép thấy không ổn rồi nè mình. Một là ốc trắng quá nè, ốc nè, ốc nồi nè, ốc nồi nè, như mới. Không có dùng nào, chứ không có dùng câu bằng Bắc Bó, Lạng Sơn, là Tây Ninh, Quảng Nam gì chứ nè. Trong khi đó mày nói gì, nói gì đó, và đây nói gì đó, ví dụ nó khác biệt cũng phải vừa đó anh em, đúng không nè. Mày ốc của nó nè, để phép phân tích cho anh em xem đó. Nó đen nè, mà cho nên nó trắng vậy nè. Kể cả bốn ốc đầu, bốn ốc đầu luôn vậy nè. Nó mà nhắn tin nói nó cãi, nó bảo là xe dùng câu bằng xe zin gì đó. Xe này anh em không khéo là mua trúng chết á, không giỡn đâu. Đó. Nè, ốc này, ốc này có dấu đây nè. Đây nè. Anh em xem kỹ nè anh em. Nó thấy không? Nó em dòm. Chỉ nè, anh em cấp coi. Dằn lóc lá kệ bà không coi tới. Rồi anh em đợi chút xíu. Phép nằm cho nó nằm lật lên cái cho chỉ anh em coi này nó mới cái chiêu nè. Để xíu nha. Rồi cho nó nằm xuống rồi. Nói tóm lại á, nói với anh em á, xe cộ giờ á, nhất là những dòng khu chờ nè. Nó ma mảnh ghê gớm lắm nha anh em. Ha. Thấy cái nào mà nghi vấn á, không phân tích được luôn. Nói chung là thấy nghi vấn mà mình không có khả năng phân tích, tốt nhất là bỏ. Ha, chân trống chân dựng khai hết trơn nè. Mà ốc nó sáng vậy đó. Nó chạy cả hai ngóc này anh em dòm. Hai con ốc này thôi, đơn giản thôi. Nó cùng vị trí đó mà anh em dòm cái màu có giống không? Con này cái cạnh này đen đen này nè. Nè anh em dòm kỹ nè. Mà con này nó sáng lộc lộng luôn. Sai. Sai. Hả? Đâm vô tùm lum tùm la chứ nè. Nè dòm hai con này anh em dòm nè. Cái ông này á, ông ở vị trí này á, đúng ra là ông phải đen hơn người ta. Con trên này nó ít tiếp đất. Ít tiếp bụi đất sình văng lên. Mà ông lại chăng. Ông trắng một cách bất thường. Thấy không? Anh quay cái này xong á, anh gửi qua cho em xem. Để em có cái cách em gửi xe cho anh. Anh nói với thằng đệ của em. Làm ăn cái này nó làm ăn như gì nè. Rồi em bán cho anh em chửi em 2 triệu. Rồi cái uy tín của em rồi sao? Lời lớn gì nhiêu đâu. Cái xe này nếu mà giao em cũng 2x. Bắn cắn lưỡi chào đòm luôn. Nó rồi á là bán cho anh em hồi đậu nhớt chảy tôm với anh em dòm nè. Đậu ở nhà mà một ngày cái dựng gây nhớt nhiễu nhà cái anh em điện chửi em là chửi khóc ra tiếng Pháp luôn. Để xíu nha anh em, bởi vì phép nói với anh em hoài á, làm ăn á cái gì phải được cho cái tâm cái đậu anh em, chứ thấy anh em mà đồng nghiệp nhau không mà bán kiểu này nó anh em thấy rồi là, bởi vì phép nói nhiều anh em có cái suy nghĩ phép mua chỗ nào nó mua quan trọng gì, quan trọng là cái chất xe anh em có mua được gì không á. Đây nè, chỗ này nó có tác động, nó chạy đây nè thấy không nè, nó chạy cái vết này là nó gút nồng qua luôn đó, gút nồng qua luôn nè, gọi là vô lại vô không để con zin không thay con. Nó chảy nhớt. Nó chảy ở trên chân đồng chảy xuống nha nè. Lâu kì hơi khó lắm nha. Này nó liên quan đến trong kẹt móc luôn đó. Nó làm giờ nó trên chân đồng nó chảy xuống đó. Cái xe này bán cho ai? Nó thấy không? Xe mà nó chảy nhớt mà trên chân đồng, cái đường trên chân đồng. Hơi khó dòm như đây nè. Cho nên chảy xuống rồi.
Hôm nay có mấy cái dấu tác động nè. Trời ơi trời, mấy cái xe nó vui chợ vậy. Em coi nè, đây nè, đặc biệt cái chỗ này nè. Cái chỗ này là biết gì không? Chỗ này nếu mở nồi là phải đóng đây nè. Đóng chỗ cái mồng này nè. Đóng ra. Hang đóng ra rồi cái đầu là mới lấy cái nồi ra. Đó, cái mồng để dành đóng rồi đó. Nè, mẻ luôn nè. Đóng mẻ là gì mà nó zin nè. Đúng rồi, giống mẻ luôn. Nào không phải mẻ luôn anh em. Nó đóng không phải mẻ mà đều nó thấy á, nó đóng không, nó kêu không có ngay vậy, nó đóng dưới đóng lên, thành ra cái này chỗ này nó bị dập. Nó dập vô chứ không có mẻ luôn. Nó giờ kỹ. Nó vậy đó mà nó nói zin đó. Nó kêu em mở cái nắp nhớt ra để coi ở trong có dặn người ta không biết. Nhịn gì là không mua đó. Trời ơi trời. Cho mày zin luôn, có mua nữa. Nó giữ xe gì em mua em bán anh em đồng ý không? Bán giá xe zin nha, bán xe zin nha. Cũng 2 lít nặng đó. Bậy tùm bậy, không bán, buôn bán. Anh em cò lái nhau không bán gì cửa hàng, bán kiểu này. Thấy không? Chỉ anh em coi nãy giờ đó. Chết ngắt cái dưới đó luôn, dựng dẫn. Chống dựng thai, chống lô, gớm. Đó, bó tay rồi chứ. Nè, bắn đây nè, cái này bắn nè. Bắn nè, anh em giờ mình. Thấy không? Nó dập đây nè, nó dập. Cái dập mà nó bắn trồng nước sơn này nè, em dòm nè. Đó. Nó kêu mở cái nắp này ra coi. Mở cái kia vậy? Đó. Bởi vì anh em rất là dễ mít lòng với nhau. Thằng bán xe này, thằng bán xe nọ. Rồi là mình nói xe gì đó thì nó không tin. Nó không nghe. Đó. Xe chạy. Chạy ghi mà ốc đầu. Trắng nè. Chúng độc nó rõ ràng. Bậy tầm bạ không có bán gì. Đó. Em mua thì được đó, em nói anh em mua thì được đó. Bây giờ em bán cho anh em rồi anh em buồn không? Anh em mua cái xe thế này anh em buồn không? Nhớt nó chảy tôm tôm ở trên vậy xuống đó. Mà nói nó thì nó bảo là xe rin. Em mua xe khó lắm vậy mà anh. Chứ không phải đụng đâu mua đó đâu. Bởi nhiều anh em nói em mua cửa hàng này, mua cửa hàng nọ này kia, nói chung anh em bị thiếu xe chia lại bình thường thôi. Nhiều khi phép cũng chia lại cho người ta vậy. Tại vì trong làm ăn thì nói chung là ai cần nào thì mới xanh qua xanh lại, sửa xanh qua xanh sửa lại thôi. Chứ quan trọng gì vấn đề đó. Quan trọng là anh em có mua, người ta có thật lòng với anh em không thôi. Còn phép mua thì ai anh em sao dám. Đó. Nhưng mà cái giá của anh em mua khác, còn phép mua thì khác. Khác chứ. Đâu giống nhau được. Cái nắp này là gòn này là đi gì nè. Nè, hai cái nắp này nè. Thấy không? Gòn ngắm hơi hết trơn, tà đậu hết trơn. Gòn kia nó bén lắm. Tà đây nè, bên đây con chiếc. Ừ, gòn kia nó phải sắc vậy nè, thấy không? Nằm sắc lẻm luôn, thấy không? Khu hiếp. Thì cũng khu chợ với nhau thôi. Đó. Phép hy vọng là anh em trên kênh cũng như anh em cò lái coi video này chia sẻ cho phép bán xe phép cho chuẩn. Chuẩn thật là chuẩn nha. Tại vì ở đây phép không muốn mất uy tín với anh em khách hàng của phép. Đó, tại vì một khi mình mua cái xe lầm mình bán cho ai thì bán cũng vòng vòng anh em khách hàng thân phụ của mình không. Ngông mua khi mấy chục chiếc ở đây. Nó xe thế này là không thể chấp nhận được. Trả ngay và liền luôn. Nó làm ăn cái gì cho ai bất kỳ gì. Cho khách hàng hoặc là cho mối lái mình phải có cái tâm, có cái đạo đức một chút. Bán buôn gì mà cái xe gì mà cầm dao cho lái em thua luôn á. Nó dọn tờ lư học dưa cái gì ốc con trắng con đen nói chung là tùm lum hết trơn á anh em. Nó ốc cái này nè, con trắng con đen con cũ con mới nó thay ra tùm lum tùm la chứ. Nói nó đâu nói lái xe câu bằng ốc nó vậy nè, kể cái ba ốc này thì coi nó cũng vô mắt rồi đó nè. Hai con này thì còn đúng nó nè mà nó te đậu hết trơn, banh chành hết trơn. Còn con này không phải, con này con lô. Đó, vậy đó. Chơi vòng này xe này ta bỏ tiền ra bạc triệu, ta chơi phải chơi từng con ốc chứ. Này, nó vô nè, tùm lum hết trơn. Đó, anh em dòm 4 ốc nó quay nè, 1 con, 2 con, 3 con, 4, 4 con 4 màu. Thứ gì chịu nổi. Đó. Cái clip này coi như clip vậy. Phép cống hiến cho anh em xem đây nè. Dặn từ lưa học dưới giờ không có được
người nào mua xe kỹ tính là bảo đảm gặp cái xe này không thèm dòm luôn, gặp một hồi thấy này là bực bội rồi, nó mòn à. Mấy chi tiết này là đáng thay không chịu thay đó. Em quay video này xong em chia sẻ cho nó coi để nó biết, nó rút kinh nghiệm. Nó bán xe em nhiều chiếc quá bậy, tức chịu không nổi. Phải là đâu phải là tai nghề em không có đâu anh em. Loại em là dân không biết coi xe đâu, dân trên trời rớt xuống đâu đâm em chỗ này, đúng không? Rồi clip chắc em cũng chia sẻ vậy thôi. Em hy vọng là anh em mua xe cũ xe mới bất kỳ ở đâu nha anh em cũng cố gắng đừng để mình bị lầm lẫn, tránh mua những cái xe như thế này nha anh em, không thích ha, mua xe này buồn lắm đó, đau lắm đấy. Và phép cũng biết tâm lý anh em, mà kể cả phép nghĩ mua món hàng nào mà mình không giữ bực tức lắm, nó như món nợ vậy đó, chứ không phải là một cái món đồ chơi mình đó. Nói rồi là muốn bán cũng lỗ, rồi là chạy thì ghét không muốn chạy, nó như củ thừa rồi. Rồi cuối clip phép chúc anh em luôn luôn vui vẻ, thành công cuộc sống với anh em. Xin chào anh em.